Thanh Đoàn chi 900 triệu đồng lì xì Tết cho người thân. Đã giúp bên ngoài thì phải giúp người trong gia đình. Thanh Đoàn tiết lộ đây là ước mơ từ nhỏ đến nay của bản thân. Khi bản thân làm ăn khấm khá, anh muốn giúp đỡ các cô dì chú bác hai bên nội ngoại một số tiền để họ trang trải cuộc sống. Mới đây, Thanh Đoàn chia sẻ video cùng Hà Trí Quang về thăm gia đình ở Đồng Tháp. Tại đây, Thanh Đoàn đã phát lì xì cho các cậu dì bên họ ngoại để người thân sắm sửa năm mới. Nam nghệ sĩ tiết lộ đây là nguyện vọng từ rất lâu của mình. Anh từng phát nguyện nếu công việc làm ăn phát triển, có được thu nhập khấm khá thì sẽ đi làm từ thiện và giúp đỡ người trong gia đình. Trong video, Thanh Đoàn cũng nhắc lại nguyện vọng của mình. Nam diễn viên bày tỏ, anh luôn cho rằng nếu đã giúp đỡ người bên ngoài thì không thể bỏ qua người trong nhà. Tuy nhiên anh thẳng thắn thừa nhận, khi kiếm được số tiền lớn, anh phải đi làm từ thiện trước vì có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Sau này khi đã tích góp được số vốn khá giả, thì anh bắt đầu tặng cho người thân của mình. Thanh Đoàn nói trong video, thật ra chuyện cho thêm tiền không có gì khó cả, tại vì tụi con quan niệm là nếu mình giúp được người ngoài, thì đương nhiên không bao giờ bỏ người nhà của mình. Cách đây 4 năm, con có một phát nguyện, là nếu con làm ăn được, thì con sẽ mang tiền đi làm từ thiện trước, vì đó là ước mơ của con. Nói thật là năm đầu tiên con đi làm từ thiện, bị người ta hỏi sao không giúp người nhà mà đi giúp người ngoài. Con cũng có nói là người nhà mình không phải khổ quá, đến mức không có mà ăn, không có mặc. Mà ví dụ số tiền 50 triệu đó, con chỉ có thể gửi cho một cậu hoặc một dì. Nhưng cũng với 50 triệu đó, con có thể giúp được nhiều người bên ngoài hơn. Đó là suy nghĩ của con. Thanh Đoàn tiết lộ anh chi khoảng 900 triệu đồng để lì xì Tết cho các cô dì chú bác hai bên gia đình nội ngoại. Trong đó bên nội Thanh Đoàn còn khá ít người, nên anh gửi mỗi người 100 triệu đồng, là tổng cộng 400 triệu đồng. Còn gia đình bên ngoại có tất cả 12 người con, anh xin phép gửi mỗi người 50 triệu đồng vì kinh phí có hạn. Người yêu của Hà Trí Quang cho biết, anh may mắn khi là người con, người cháu có sự nghiệp thành công và cuộc sống sung túc nhất trong nhà, nên anh muốn giúp người thân trong gia đình. Nam diễn viên mong mỏi số tiền này có thể giúp người thân của mình sắm sửa để có cuộc sống tốt hơn. Thanh Đoàn viết trên trang cá nhân, ai nói em khoe khoang hay nói em thế nào cũng được, nhưng thật sự em rất tự hào về bản thân mình. Gia đình em, cả hai bên nội ngoại đều khổ hết. Hôm nay em thành công, em lo được một phần nào đó cho gia đình nội ngoại là em hạnh phúc và mừng lắm rồi. Em đã giúp bà con bên ngoài, thì em cũng phải giúp được những người trong gia đình mình. Trước đó Thanh Đoàn và Hà Trí Quang cũng tích góp tiền suốt một năm để nuôi 4 chú heo đất. Nhân dịp năm mới, cả hai tặng cho bố mẹ hai bên mỗi nhà 2 chú heo với trị giá khoảng vài trăm triệu đồng để bố mẹ mua sắm đồ năm mới và lì xì người thân, con cháu trong gia đình.